phía sau cảnh Huỳnh Tông Trạch bị Bạch Tuộc xiết cổ. Huỳnh Tông Trạch có phân đoạn bị Bạch Tuộc xiết cổ dưới biển trong bằng chứng thép nam. Nam diễn viên mất một ngày để thực hiện cảnh phim. Ngày 16 tháng 11, HK01 đưa tin đoạn phim bằng chứng thép nam tung video hậu trường cảnh quay bị Bạch Tuộc xiết cổ của Huỳnh Tông Trạch. Theo ekip, phân đoạn có thời lượng lên sóng khoảng 1 phút nhưng Huỳnh Tông Trạch và các nhân viên mất cả ngày mới hoàn thành. Cảnh quay được thực hiện dưới phông xanh, Huỳnh Tông Trạch treo người trên dây cáp, thực hiện động tác bơi trong không trung. Sau đó, nam diễn viên quấn vải xanh, tượng trưng cho vòi Bạch Tuộc, vào cổ và được nhân viên hậu trường đứng sau lắc người liên tục để tạo cảm giác đang vùng vẫy trong nước vì bị xiết cổ. Theo Huỳnh Tông Trạch, anh cảm thấy khó thở, đau eo vì bị treo người trên dây cáp, đeo mặt nạ lặn trong nhiều tiếng ghi hình. Video hậu trường cho thấy gương mặt của ngôi sao sinh năm 1980 đỏ bừng, hít thở khó khăn sau khi hoàn thành cảnh quay. Bằng chứng thép nam lên sóng vào cuối tháng 10, tác phẩm được khen xây dựng nhiều vụ án hấp dẫn hơn so với 4 phần trước đây. Tuy nhiên, dự án do TVB sản xuất lại bị phàn nàn kỹ xảo kém, triển khai tình tiết bất hợp lý. 5 phút giải quyết vụ án, 40 phút yêu đương, Sohu tóm tắt nội dung gây thất vọng của bằng chứng thép nam. Sự xuất hiện của Huỳnh Tông Trạch trong phim cũng bị chê treo đầu dê, bán thịt chó. Là diễn viên chính nhưng thời lượng lên hình của anh trong mỗi tập rất ngắn. Bằng chứng thép nam chỉ được chấm 5,9/10 điểm chất lượng trên trang đánh giá Dobin.